Tạo được chiến dịch marketing hiệu quả đó là nhu cầu của rất là nhiều người, đặc biệt là những người đang làm kinh doanh, những người đang là chủ doanh nghiệp, những người đang làm những cái chức vụ liên quan tới bộ phận marketing của các công ty. Vậy đâu là các cái bước mà bạn cần chuẩn bị trong suốt cái quá trình tạo cái chiến dịch marketing đạt được hiệu quả thì hãy cùng xem video clip sau. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Tân Nguyễn Marketing. Và ở video clip này Tân sẽ đưa ra các cái bước mà tạo chiến dịch marketing hiệu quả để các bạn có thể chuẩn bị cho suốt cái quá trình mà tạo chiến dịch marketing của sản phẩm dịch vụ trong doanh nghiệp các bạn. Ok, và khi các bạn làm tốt được tất cả những bước này thì tin chắc cái quá trình mà làm chiến dịch marketing sẽ diễn ra thuận lợi và thành công hơn rất là nhiều so với việc mà không có sự chuẩn bị rõ ràng. Ok, đầu tiên đó chính là xác định đối tượng của bạn. Việc xác định đối tượng của bạn là xác định chính xác đối tượng mục tiêu của mình để từ đó sáng tạo ra những chiến lược phù hợp với họ. Việc ở đây các bạn xác định đó chính là insight khách hàng, những cái thông tin cần thiết về đối tượng khách hàng của bạn, về nhân khẩu học, về sở thích, hành vi, thói quen, về những mối quan tâm, về tuổi tác, nghề nghiệp, thu nhập, tất cả các kiểu. Các bạn cần phải có được cái thông tin đối tượng càng chi tiết, càng cụ thể càng tốt. Thứ hai là tạo content. Ở bước này các bạn sẽ là nghiên cứu và tạo ra các cái chủ đề hấp dẫn, thu hút đối với các đối tượng mục tiêu của bạn. Thì với từng cái đối tượng khác nhau thì chúng ta sẽ phải tạo ra những cái nội dung content khác nhau, nhiều thể loại khác nhau. Có đối tượng sẽ thích coi video, nhưng mà có đối tượng sẽ thích đọc bài viết, có đối tượng sẽ thích coi infographic. Thì tùy vào cái đối tượng của bạn là gì và họ thường xuyên tiếp xúc với cái thể loại nào thì bạn sẽ tập trung vào đó. Và trong cái nội dung mà bạn truyền tải thì những cái kiểu nội dung gì thì họ sẽ quan tâm, họ sẽ bị kích thích, họ sẽ bị hấp dẫn, thì bạn sẽ tập trung vào cái kiểu đó để bạn có thể là tiếp cận được cái đối tượng khách hàng cho nó cụ thể và chi tiết. Thứ ba là tạo danh sách khách hàng tiềm năng. Để thành công trong cái việc kinh doanh, doanh nghiệp cần phải là nhắm đúng cái đối tượng khách hàng, gọi là target customer. Bước tạo danh sách khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp là bước vô cùng cần thiết. Thì sau khi mà các bạn xác định được tất cả những yếu tố này thì bạn sẽ tạo ra cái danh sách khách hàng tiềm năng. Đây là cái danh sách mà những người có thể là mua hàng của các bạn, sử dụng sản phẩm dịch vụ của bạn và tạo doanh số cho doanh nghiệp của các bạn. Và thứ tư là triển khai, đo lường và điều chỉnh kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, bạn cần kiểm tra tiến độ định kỳ, một lần một tuần hoặc một lần một tháng. Công tác đo lường định kỳ giúp bạn kiểm soát hiệu quả mà các kênh mang lại và có thể kịp thời phát hiện tình trạng xấu để có thể sửa chữa, tối ưu lại hoạt động. Thì trên căn bản, khi triển khai, các bạn cần phải theo dõi, đo lường và tối ưu liên tục. Ở đây các bạn không phải theo một cái kế hoạch rõ ràng và cụ thể mà các bạn có thể linh hoạt được, tùy thuộc vào cái chiến dịch và cái hiện tại của chiến dịch đó như thế nào. Ví dụ trong thời gian đầu mọi thứ chưa ổn thì các bạn có thể kiểm tra mỗi ngày, có thể kiểm tra một ngày hai lần cũng được. Rồi sau đó khi mà bắt đầu ổn dần thì các bạn có thể là một tuần một lần. Mà khi mà nó tạo doanh số đều đặn, nó tạo những cái giá trị mà thật sự mà tốt và nó đúng với là cái tiêu chuẩn các bạn thì có thể là một tháng một lần cũng được. Tùy thuộc vào cái giai đoạn, tùy thuộc vào cái chiến dịch đó là gì và cái hiện trạng của nó như thế nào mà chúng ta sẽ có những cái điều phối cho phù hợp. Thì trên đây là các bước để tạo chiến dịch marketing hiệu quả và Tân đã phân tích cho các bạn. Bạn nhận được những giá trị thực tế từ video clip này thì hãy giúp Tân bấm like video để nhiều người có cùng mối quan tâm có thể tìm thấy được video này cách dễ dàng hơn. Cùng với đó hãy bấm subscribe, đăng ký kênh ủng hộ tinh thần cho Tân tiếp tục ra những video mới để phục vụ cho các bạn. Đừng quên bật chuông thông báo để YouTube có thể gửi thông tin mới nhất đến với các bạn nhé. Hãy để lại cảm nhận của bạn bên dưới phần comment của video này.
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video khác.